Chưa bạn, hôm nay tình cờ thôi, rất tình cờ mình làm nghề sửa xe, nhưng mà tình cờ mình theo dõi page Hà Nội Lab. Mình chỉ biết đến laptop thôi chứ không biết đến những cái đồ khác nhập khẩu Mỹ, nhưng mà rất tình cờ thì không ngờ là Hà Nội Lab nhập khẩu tất cả các đồ Mỹ về. Như các bạn có thấy trên kia kìa. You said they order .vn, có nghĩa là tất cả những cái gì ở Mỹ có thể order được. Vô vẩn có khi ở tô, có khi order được. Hôm nay mình làm nghề sửa xe nên rất cần những cái đồ thun như này, nên cần những cái dụng cụ này thì thích gì cũng tốt, hàng tốt dùng bền và để chất lượng. Thế nên hôm nay mình đến đây mình mua. Sơ qua đánh giá thì hàng này là hàng Stanley, hàng Stanley của Mỹ đó. Mình không ngờ ở đây nhập khẩu đồ của Mỹ về, rất là tình cờ, bất ngờ thôi. Quan trọng cái quan điểm cá nhân của mình ấy, thì là nếu mà các bạn có thể được, ví dụ một bộ ấm chén bạn mua 30.000 ngoài chợ, nó khác mà bạn một bộ ấm chén mà bạn mua ở trong shop siêu thị cửa hàng có chế độ bảo hành đàng hoàng 500.000, nó sẽ khác hẳn, chỉ thêm 200.000 thôi. Đơn giản, nếu mình suy nghĩ đơn giản, đấy là quan điểm cá nhân của mình thôi, còn không biết các bạn thế nào. Còn giá cả này thì cũng rất là khá hợp lý. Các bạn có thể liên hệ với lại UNATOR.VN, các anh chị ban quản trị sẽ tư vấn cho các bạn rất là nhiều. Nói chung là mình thích sản phẩm này. Hải Lát, bên UAD thì chuyên đặt những cái mặt hàng khó hiếm, độc lạ, những sản phẩm và khó order. Bây giờ em mời anh giới thiệu một chút về cái sản phẩm này. Thật ra là mình cũng không rõ về sản phẩm này, một linh kiện cho ô tô. Mình giới thiệu là đây là một cái đầu đọc và xóa những cái lỗi của ô tô. Và khi cắm vào sẽ phát hiện được ra là lỗi gì trên ô tô. Anh là ở showroom ô tô nào đấy ạ? Mình là bên Quang Minh, ô tô Quang Minh. Quang Minh đấy. Các bạn có thể quan tâm đến showroom ô tô Quang Minh đấy, chuyên có những phụ kiện chất lượng từ thị trường Mỹ, có thể qua ủng hộ. Đây mình sẽ check thử xem là cái sản phẩm này. Xin chào các bạn. Mình có đặt một cái máy chiếu của bên thị trường Mỹ, thị trường Amazon, bên công ty usorder.vn, và mình cảm thấy rằng là công ty có cái dịch vụ về chăm sóc khách hàng, kể cả dịch vụ về order hay dịch vụ hỗ trợ, như trong các cái sự hỗ trợ, ví dụ như là mình hàng hóa về tới đâu, còn bao nhiêu ngày, hay về chất lượng đóng gói, về cái dịch vụ đóng gói từ bên thị trường Mỹ về Việt Nam, là cảm thấy là rất là đảm bảo. Và cái vấn đề hỗ trợ về hàng hóa chuyển phát về nhanh, như con máy này mình đặt hiện tại là hơn 3 tuần về từ Mỹ ra ngoài. Bên ngoài thì em nghĩ rất là ok cho cái nguyên gia nguyên kiện vẫn còn đầy đủ, và cái mô đen thì đúng như thế nhất rồi, như là trang chủ nhà sản xuất này mà đúng rồi, ngoài phôi hồng nhà sản phẩm. Bây giờ mình sẽ cùng nhau khám phá sản phẩm này. Anh Peter đặt hàng bên em lâu chưa? Anh mới đặt hàng bên em thôi. Anh thì có nhu cầu mua một món quà sinh nhật, nên anh cũng tìm hiểu khá rõ về cái đồng hồ này rồi. Thì anh cũng thấy đấy là bên Việt Nam mình cũng không có nhiều công ty có dịch vụ như bên em,
nên anh tự nghiên cứu xong rồi anh thấy là bên em có rất là nhiều review tốt nên anh cũng thử order bên em. Nghĩa là sau một đơn hàng đầu tiên anh cảm nhận thế nào về dịch vụ và cũng như là cái hỗ trợ bên em ạ? Anh thấy là dịch vụ bên em rất tốt và rất là uy tín. Anh cũng thấy đấy là từ lúc anh đến công ty em trao đổi với em và trao đổi về đồng hồ, về cái thời gian đặt hàng đấy thì anh thấy mọi việc trải qua rất nhanh. Thì chào tất cả các bạn, mình thì cũng đã đặt rất là nhiều các hàng tại Mỹ rồi và rất nhiều các thương hiệu khác nhau. Thế nhưng mà sau gần đến đây thì được biết đến chị Hương và được biết đến thương hiệu ESL Order thì mình đã đặt rất là nhiều hàng ở chị Hương, và ngày hôm nay đặc biệt thì mình có đặt thêm một số cái món tại chỗ của chị Hương nữa. Trong đó có một chiếc đồng hồ mình rất là thích. Thì thực ra chiếc đồng hồ này cũng đã săn rất là nhiều và đặt rất là lâu rồi nhưng mà cũng không thể nào đặt được. Thì cũng rất là may lần này nhờ chị Hương mà đặt được chiếc đồng hồ này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở xem cái đồng hồ này là đồng hồ gì. Thì mình rất là thích chiếc đồng hồ Versace. Đó, giống như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì bạn có thể zoom lại để xem cái chiếc đồng hồ như thế này. Đó, thì có lẽ là mình sẽ mở dần dần cái hộp này cho các bạn cùng xem. Thì có lẽ là mình sẽ để đây cho chúng ta cùng xem, đúng không ạ? Đó.